Đâu. Đấy thì cũng rất là cảm ơn các bạn ngay trước, bởi vì các bạn cũng là các bạn rất là mới tham gia thì rất là trái tim, không phải là hội viên kỳ cựu gì, nhưng hôm nay là một chương trình như thế rất là, đến bây giờ thì phải nói là thành công. Hay. Đúng lắm. Em mong rằng là còn mình thì cũng xin thông báo với các bạn luôn là mình đã không còn là thành viên ở trong ban lãnh đạo hội nữa. Đấy, sau đây thì mình sẽ tạm nghỉ sinh hoạt một thời gian để lo các công việc cá nhân của mình như kiểu là vợ con các kiểu. Đầu kêu cho các bạn những cái trò bệnh bựa hoặc là những cái trò quỳ lia nữa thì rất là mong các bạn rồi các bạn có thể là theo đấy thì có thể ủng hộ những bạn như là bạn Quy, là những bạn mới hoặc bạn Dương Sức, tất cả bạn đấy thì mong rằng là các bạn trước đây đã từng rất là ủng hộ mình thì sẽ tiếp tục ủng hộ từ vẫn thường ở trái tim, cũng như là các bạn mới, các gương mặt mới, để sau này các bạn có thể gắn bó với hội lâu hơn nữa. Cảm ơn các bạn. Nó chỉ đổi lại cho tôi, đúng rồi đấy.